Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hello, chúc mừng Giáng sinh vui vẻ mọi người nha. Đây là không gian Giáng sinh của Hưng, một góc chơi rất riêng. Vì Hưng mê Noel lắm, mê Giáng sinh lắm, cho nên năm nào cũng vậy hết trơn á. Phải mua đồ đạt xong rồi trang trí. Rồi hình như chưa có năm nào mà không mua cả. Thiệt luôn á. Mình cứ nói nhiều đồ rồi đừng mua nữa, đừng mua nữa. Thế mà vẫn vác tiền đi mua đó. Tại nó ra đồ chơi mới mà mình chịu không nổi đó, bị ghiền, bị mê. Thế là phải làm. Đấy. Riêng cái tượng này, những bức tượng này nhá, Hưng mang từ bên Mỹ về rất căng luôn, nặng lắm luôn á, bằng đá hay composite cái gì đó rất đặc biệt lắm. Và đây nè, nguyên cái không gian này hết bọc lại hết, và Hưng đưa mọi người vào cái không gian tuyệt vời nhất mà Hưng đã chuẩn bị nha mọi người nha. Năm nay Hưng muốn làm 8 cây nữa, Hưng làm 5 cây thôi. Đấy, đây là không gian Giáng sinh của Hưng, những cái màu sắc rất đặc biệt. À, đó, Hưng đi Mỹ Hưng thấy người ta trang trí những cái cây này nè. Ô sao đúng ý mình quá ta ơi. Mình mong muốn cái kiểu như vậy nè, chứ không phải mà treo tùm lum tùm la búa xua lên, không thích kiểu đó. Cuối cùng ra được cái lựa chọn đó. Hưng làm từ hồi mùa Thanksgiving vẫn còn đó, cho nên vẫn qua đây có liên quan tới cái này luôn đó. Đỏ trắng vàng. Và đặc biệt năm nay là đầu tiên Hưng gắn màn hình lên trên tường nhà mình. Nó mọi người thấy không, giống như mình đang ở trong không gian trong gia đình á. Nhìn ra ngoài kia là cái đường phố đó, ngoài kia có tuyết rơi, có những cái khu sinh hoạt rất là đẹp. Và món đồ chơi này được thực hiện bởi công ty dịch vụ truyền thông Âu Lạc Alta Media, với bà chủ tên là Khuê xinh đẹp. Đấy. Và chút xíu đây cái cảnh này sẽ đổi nha mọi người nha. Đổi cảnh một cái vườn tuyết, khu rừng sau tuyết không à. Đẹp lắm. Cứ khoảng chừng nửa tiếng sẽ đổi một cảnh. Đấy. Và năm nay là đồ mà Hưng mới mua thêm đó là hai bàn ai này nè. Nha. Lắc lư nha. Chỉ chuyển được nha. Năm ông già Noel này cũng mới mua nha. Năm ông năm màu. Đấy. Đấy. Đó. Và đây hai chú đính của anh màu hồng. Tại sao chưa màu hồng thì con gái của Hưng rất thích màu hồng. Đó. Cháu đang đi học ở Mỹ rồi nhưng mà Hưng làm màu hồng để giống như cảm giác là luôn luôn có con gái ở nhà. Đấy. Còn đây là Polo và Đào Vĩnh Hưng. Polo và Hưng nè. Ồ dễ thương cho trời ơi. Đó. Và Hưng bế Polo nè. Đó, cũng mua từ Hà Nội luôn đó. Hà Nội nhiều đồ đẹp lắm nha, phải xác nhận. Hà Nội rất nhiều đồ Noel đẹp. Chút xíu nữa sẽ dẫn mọi người xuống xem cái hang đá của Hưng nha. Chưa có năm nào lặp lại giống y chang như năm cũ, chưa bao giờ. Luôn luôn thay đổi tất cả mọi thứ. Làm lại y chang cũ là không phải Hưng, nó không chịu nổi được, bệnh nặng. Có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Yeah, như lúc nãy Hưng nói là Hưng sẽ giới thiệu đến mọi người là đây là cái phần hang đá. Mà năm nay là một năm khác biệt nữa. Không một năm nào giống năm nào hết. Đây là hang đá nha. Hưng phải mua sơn tùng những cái thông này nè. Đó, chất dọc xung quanh tường hết. Đó, và sau đó dùng cây cỏ đá nè lấp lại. Nó rất là kỳ công luôn. Hưng phải tháo dỡ hai cánh cửa của nhà mình ra, dẹp vô trong. Ai mà xông thẳng vô là vô thẳng vườn luôn đó. Coi cả con gấu ở trên kìa, thấy không? Đó. Rồi đặt những cái tuyết rơi này xuống, rồi làm sao trải thảm cỏ để cho nó sạch sẽ. Bắt đầu đi tận qua bên khu nhà thờ Fatima đó để mua tượng. Mua tượng mới mới chịu nổi. Với một dàn tượng mới, mẫu mã của Ý nhưng mà sản xuất tại Việt Nam. Hưng vô tận xưởng luôn, nơi sản xuất luôn. Có một chàng trai đến từ Nha Trang, Cam Ranh, rất dễ thương. Sau đặt đèn, đặt rơm, mua rơm. Đây là con công thiệt nha mọi người. Nó bị khô rồi nha.
Ở đây đây ông ba vua đúng tích luôn nha. Con gấu này ông mới mang từ Hà Nội vô, mới vô ngày hôm qua nha. Sau đó phải có một số cây phải mượn quán cà phê cư xá đó, để vô cho đẹp. Cây thông, cây sơn tùng đặt xen kẽ liên tục luôn. Đây là chú nai, nai thiệt nha, cũng được làm khô. Đi ra đây theo Hưng. Đó, đây là quang cảnh chung nha, tổng quan của hang đá năm nay nhà Hưng. Hưng nó làm để các fan, khán giả và những người yêu Noel tới đây chụp hình check in từ đầu kia kìa. Sáng nhà kia, dòng khách bờ tường. Đó, thấy tuyệt cảnh tuyết rơi, rồi hang đá. Hôm nay mới là ngày đầu tiên khai cổng đó thôi. Sắp tới đây những ngày Noel á, trời tỏi đồng lắm. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Đồng thuận hả? Năm nay tía ra giỏ khúc số 10 thì này tụi con tặng quà giá tinh cho tía, rồi đồng thời cũng là kỷ niệm 10 album. Trời ơi ghê chưa? Cũng là 10 năm tụi con theo tía. Theo 10 album luôn nè, tất cả những hình trong này nè, poster của 10 album trước đây luôn nha. Nghe chưa? Ý nghĩa chưa? Bạn hơi vui lên nào. Vui lên nào. Mừng Giáng sinh an lành. Giáng sinh an lành. Yeah, Hưng đã mở cửa rồi nha. Tất cả mọi người, các fan thân yêu, khán giả yêu Noel và yêu tiếng hát của Hưng có thể tới check-in tự do, thoải mái. Không ai làm khó, không ai thu tiền quý vị hết. Thoải mái nha, chụp hình búa xua lên mua, kiểu nào cũng được hết. Hẹn gặp lại mọi người một ngày gần nhất mà Hưng có mặt ở nhà để chụp hình cùng mọi người. Không có hơn thì cứ chụp thoải mái, ok? We wanna wish you a Merry Christmas. Thích tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng 23 năm rồi. Năm nào Hưng trưng bày cái này cô cũng đều có đến đây hết. Rất là vui, làm như tuổi trẻ mình nó sống lại. Là fan của Hưng là gần 10 năm rồi. Nhưng mà mọi năm thì em ở dưới quê em chỉ có online thôi. Năm nay là năm đầu tiên em đón Giáng sinh ở nhà anh Hưng. Em cảm thấy là quá đỉnh. Giáng sinh về rồi, Hưng thương chúc cho tất cả khán giả của Hưng ở khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài một Giáng sinh thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là bình yên và ý nghĩa nha mọi người nha. Merry Christmas mọi người.